Ngài là ai được đặt tên trước khi chào đời? Ngài là ai nhảy mừng vui đón mẹ Chúa Trời? Ngài là ai chỉ là tiếng kêu nơi hoang dại mà đường đắng thiên rơi bao đời cứu độ Hôm nay phục vụ giáo hội mời gọi các tín hữu mừng kỷ niệm sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Vì tiền hô của Đấng Cứu Thế, sự ra đời của Gioan là một sự kiện mang nhiều ý nghĩa. Ngài đã lãnh sứ mạng đi trước dọn đường cho Đức Giêsu. Ngài khiêm tốn rút lui vào bóng tối, chấp nhận nhỏ là để Đức Giêsu được lớn lên. Ngài hết lòng thi hành sứ mạng giới thiệu cho dân Do Thái về Đấng Kitô, Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Sứ mạng của Ngài là làm chứng cho ánh sáng, và Ngài đã sống chết hết mình cho sứ mạng đó. Mừng sinh nhật Thánh Gioan Baptista, các đoàn chúng con được vinh dự chọn Ngài làm bổn mạng, là người dẫn dắt và hướng dẫn chúng con trong tinh thần phục vụ, thì cũng xin Ngài cho chúng con thi hành bổn phận phục vụ Chúa và cộng đoàn trong tinh thần yêu thương và hiệp nhất. Xin cho mỗi tín hữu và từng người trong cộng đoàn chúng ta luôn được tràn đầy Chúa Thánh Thần, để chúng ta ra đi làm chứng cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Qua đó, nhân loại nhận biết Thiên Chúa là Đấng yêu thương và Đức Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 19 năm Hồng Ân, ngày cha chánh sứ Martino Trần Quang Vinh nhận thánh chức linh mục. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho Ngài trong hành trình ơn gọi luôn tràn đầy hồng phúc, luôn nâng đỡ và ban cho Ngài nhiều sức khỏe và niềm vui, để Ngài luôn can trường vượt qua mọi trở ngại trong niềm tín thác vào lòng Chúa yêu thương. Trong tâm tình đó, xin mời cộng đoàn cùng hướng về cuối nhà thờ, cùng hiệp dâng thánh lễ mừng sinh nhật vì tiền hô của Chúa Cứu Thế. Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin nhân dùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, với lời sắc tín của Thánh Phaolô sẽ được mãi mãi ghi trong tâm khảm của chúng ta trong mọi hoàn cảnh sống. Đó là trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hay tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì nhiều ơn ân. Nhưng cách riêng của ngày 24 tháng 6 hàng năm, chúng ta tạ ơn Chúa vì chính Chúa đã ban cho nhân loại chúng ta một vị thánh, đó là Thánh Gioan Tẩy Giả. Và chính Ngài chính là bản lề để đưa Đức Kitô đến với chúng ta. Chính Ngài đã đóng lại cái thời gian của thuộc ước và mở ra để cho Đức Kitô đến với chúng ta. Vậy trong tâm tình hôm nay, chúng ta mừng sinh nhật của Ngài cũng là điều mà chúng ta cảm nhận thấy ơn Chúa trải dài trong sứ vụ của Ngài, cho sứ vụ và đời sống của Đức Kitô, để rồi chính đời sống của chúng ta được mọi ơn lành của Chúa ở trong Chúa Kitô. Tổng giám mục của giáo phận và riêng tại giáo xứ của chúng ta, xin quý bạn chị em cho một tràng pháo tay để chúng ta mừng lễ Con Thần Cao Đài. Rồi thêm một tràng pháo tay nữa cho những người đã nhận Thánh Gioan Baptista và khách duyên. Xin tạ ơn Chúa cho 17 anh em linh mục đồng khóa luôn được tràn đầy ơn Thánh Chúa để qua đời sống đó chúng ta nhận được mọi ơn lành của Chúa qua sứ vụ và các linh mục. Cách riêng như thế này mà xin thánh hóa công ăn việc làm, xin cầu bình an cho gia đình. Chúng ta cầu nguyện cho 10 linh hồn Du Xe, 2 linh hồn Phêrô, 2 linh hồn Phaolô, 2 linh hồn Teresa, Anna, John Baptista, Margarita, Francisco, Xavier, Damien, Maria, Joan, các linh hồn tiên nhân nội ngoại hai bên. Và chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã an nghỉ trong Chúa trong tháng qua, để tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên được Chúa nhận lời. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin nên Chúa toàn lòng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Là của trên trời.
Niềm vui của Thánh Thần và hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Ngôn sứ Isaiah đã được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn làm ngôn sứ từ khi còn trong lòng mẹ, để loan báo và chuẩn bị lòng người đón nhận tin mừng cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hỡi các đạo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhỏ, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và người đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi. Và tôi thưa, tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích, nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Và bây giờ, Chúa là đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem gia cốt về cho người, và quy tụ Israel chung quanh người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh tôi. Người đã phán, con là tôi tớ ta, để tái lập các chi họ xa cốt, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây, ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ ta đã ban cho đến tận bờ cõi trái đất. Đó là lời Chúa.
thần xếp công vụ tông đồ sau đây. Thánh Phaolô trình bày khái quát tiến trình lịch sử cứu rỗi dẫn đến biến cố Chúa Giêsu mà Thánh Gioan tẩy giả là người chuẩn bị dọn đường cho đấng cứu thế. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô nói: Chúa đã đặt David lên làm vua dân người. Để chứng nhận điều đó, chính người đã phán: Ta đã gặp được David con của Giê-xê, người vừa ý ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của ta, bởi dòng dõi David theo lời hứa. Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giê-xu là đấng cứu độ, đấng mà Gioan đã báo trước khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, Ngài tuyên bố: Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng, nhưng đây, người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân người. Đó là lời Chúa. Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cách bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zacharia của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: Họ sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo bà rằng không ai trong họ hàng bà có tên đó, và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết tên nó là Gioan, và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng, nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là lời Chúa.
Kính thưa toàn thể quý ông bà, anh chị em, một lời của Thánh Vịnh có lẽ chúng ta nghe qua, chúng ta mới nhận ra hồng ân của Thiên Chúa được viết như thế này: bốn mùa Chúa tuân độ hồng ân, ân Thánh Ngài độ tuân độ ngập tràn lối đi. Và trong đời sống và con người của chúng ta, theo diễn tiến của thời tiết xuân hạ thu đông và diễn tiến theo lịch sử cứu độ mà giáo hội sắp đặt, mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh và mùa thường niên được diễn tả ở trong 12 tháng và kể ra các ngày Chúa Nhật trong năm. Chúng ta có tới 53 Chúa Nhật được gọi là Chúa Nhật lễ buộc để trọng kính Chúa một cách rất là long trọng trong đời sống đức tin của chúng ta. Và Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ, 29 tháng 6 này chúng ta sẽ có lễ trọng về Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Và đặc biệt lễ trọng ngày hôm nay chúng ta mừng là một lễ trọng thật là tuyệt vời của bạn chị, mà không có lễ trọng nào về các thánh diễn tả mà giáo hội mừng kính, đó chính là lễ trọng về sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay. Nếu như nói về lễ trọng của Chúa thì chúng ta có lễ Giáng sinh, hay là lễ trọng về Đức Mẹ chúng ta có lễ sinh nhật Đức Mẹ. Còn riêng các thánh không có một vị thánh nào được mừng vào ngày sinh nhật, và chỉ riêng một mình Thánh Gioan Tẩy Giả mà giáo hội cho chúng ta mừng lễ ngày hôm nay. Vậy thì cái điều đó nói lên chúng ta điều gì? Khi mà Chúa Giêsu nói trong các con cái người nữ sinh ra không có ai cao trọng như Gioan Tẩy Giả, nhưng mà kẻ nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn là Gioan Tẩy Giả. Chúng ta hiểu như thế là như thế nào? Vâng, tôi với bạn chị em, như tôi nói với các bạn chị em, Thánh Gioan được gọi là ông thánh bản lề. Ông thánh bản lề có nghĩa là ông khép lại cái thời của cứu ước và để mở ra cái thời tân ước để cho Đức Kitô bước vào. Và cái việc sinh ra của Thánh Gioan Tẩy Giả khác với mọi các thánh khác. Thánh Gioan Tẩy Giả sinh ra chúng ta đã hiểu rồi, và qua trái tim mừng ngày hôm nay, ngay cả cái tên cũng được đặt là bởi vì chính Thiên Chúa đã làm những việc cả thể ở nơi Thánh Gioan. Ta xin khép lại là chính nhờ Ngài mà chính Đức Kitô đến với cuộc đời của chúng ta, để rồi sau này Đức Kitô nói với chúng ta cái kẻ nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Vậy là như thế nào? Nếu mà chúng ta so sánh ra thì thưa các bạn chị em, Thánh Gioan Tẩy Giả làm sao lớn hơn được cái anh trộm lành? Các bạn chị em nhớ không? Chúa Giêsu bảo ngay hôm nay ngươi ở trên thiên đàng với ta. Hay là những cái kẻ như là phản bội Chúa thế này nọ rồi ăn năn trở về ở trong nước trời còn cao hơn trong Gioan Tẩy Giả nữa. Là làm phép rửa tại sông Gioan cho Chúa Giêsu, đã giới thiệu Chúa Giêsu ở trong hoang địa và đã sống với tinh thần của Đức Kitô là chấp nhận bằng cái chết của mình để nói lên sự thật. Bấy nhiêu đó thôi thưa các bạn chị em, chúng ta thấy một cái hồng ân rất là lớn mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ở nơi Thánh Gioan. Sao có được điều đó? Nhưng thưa các bạn chị em, chính bởi vì Ngài gần Chúa Kitô, Ngài giới thiệu Chúa Kitô, Ngài sống tinh thần của Chúa Kitô, để rồi chính cái sự gần Chúa Kitô đó, sống với tinh thần của Chúa Kitô đó, Ngài trở nên là một con người cao trọng. Nhưng thưa các bạn chị em, Ngài lại nhỏ hơn. Nhỏ hơn điều đó cho còn có một cái cảm nhận như thế này thưa các bạn chị em. Chúng ta tất cả đây, chúng ta được nhận bí tích thánh tả, chúng ta được sống ở trong cái thời kỳ của Đức Kitô, và cái niềm vui chúng ta sống trong thời kỳ của Đức Kitô, chúng ta được rửa sạch mọi tội tổ tông, chúng ta được sống đến cái điều đó. Con mới cảm nhận được mà anh chị em, 19 năm nay là một chuỗi ngọc hồng ân mà con cảm thấy con trở nên những con người cao trọng hơn trong
ơn Thánh làm người, làm con Chúa và cao trọng trong sứ vụ linh mục của mình. Bác đã được đổi được, thưa các bạn chị em. Ngày lắng nghe biết đến Thánh Tẩy, chúng ta được sinh ra một con người mới. Con người đó là con người trong Chúa Kitô và được rửa trong Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chính là trong mùa nhiệm đó, chúng ta sống ơn Thánh Chúa. Chính trong mùa nhiệm đó, chúng ta trở nên như con người cao trọng. Vậy, tâm tình mà chúng ta mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta cũng nhớ tới ngày sinh nhật của chúng ta. Cái ngày sinh nhật của chúng ta phải nói là cái ngày chúng ta được rửa, đổi trong, được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy ở trong ơn Chúa. Vậy thì giờ đây xin hỏi lại các bạn chị em, chúng ta hay mừng sinh nhật lắm, tới ngày sinh nhật cứ hát happy birthday cái này cái khác, nhưng mà chúng ta quên đi cái ngày chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Vậy thì ngày hôm nay các bạn chị em xin mỗi người chúng ta nhớ lại, về nhà chúng ta mở ra cái cuốn sổ gia đình công giáo của chúng ta rửa tội ngày nào và cái ngày đó là cái ngày như thế nào, thì nó có ý nghĩa hơn nhiều, chứ không phải là cứ tung lu birthday một cách gọi là vô tội phạm như thế theo cái kiểu thế gian trần tục. Mà chúng ta hãy mừng cái ngày sinh nhật của chúng ta trong ơn Thánh Chúa, để chúng ta cảm nhận thấy cái ngày đó mới là cái ngày cao trọng, cái ngày đó mà chính Thánh Gioan đã được gọi là Gioan, thì chúng ta cũng được gọi là Martino, hay là gọi là Giuse, gọi là Maria Teresa. Tất cả công việc giới thiệu Chúa cho người khác là chúng ta dám sống cho sự thật, và chúng ta luôn sống với tinh thần của Thánh Gioan Tẩy Giả là mang Chúa đến cho người khác trong chính hành trình của đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin đến Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng lên trời đất. Cùng một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, đời phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, xin bởi bà Maria đồng trinh và tăng sanh, xuống mừng cầu tông ngày thứ ba đời trong kẻ chết mà sống lại, lên trời được thiên hầu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng, ngày sau bởi trở lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin Tho Hội Thánh Thần có ở trong thế này, Thánh Thánh Thông Công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hồn xuống bay thai. Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa chọn Thánh Gioan Tẩy Giả làm vị tiền hô dọn đường cho Đấng Cứu Thế trong niềm hân hoan mừng sinh nhật Ngài, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong hội thánh luôn ý thức về ơn gọi cao quý của mình và biết thi hành vai trò ngôn sứ của mình, qua sự hăng say nhiệt thành loan báo tin mừng Đức Kitô cho thế giới. Tên cháu là Gioan. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả các trẻ em, những em bé mới được sinh ra và những em bé còn trong lòng mẹ, luôn được yêu thương và đón nhận, để các em được sống trong sự chở che, chăm sóc và hưởng một nền giáo dục tốt, hầu mai ngày trở thành những người con có ích cho giáo hội và xã hội. Xin Chúa chia vui với bà. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình luôn biết
biết sống tâm tình tạ ơn, vì ơn gọi về bậc sống của mình, để biết yêu thương, chung thủy với nhau cho đến cùng, và sẵn sàng đón nhận hồng ân con cái mà Thiên Chúa đã thương ban, đồng thời biết chu toàn sứ mạng chăm sóc và giáo dục chúng theo đúng thánh ý Thiên Chúa. Xin Chúa ban lành cho con. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những người sống ơn gọi phục vụ cách riêng cho mỗi anh chị em tân và cựu ca viên trong ca đoàn Gioan chúng con luôn biết chân quý ơn gọi được phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn qua lời ca tiếng hát mà Thiên Chúa thương ban, đồng thời biết dấn thân phục vụ để làm cho ơn Thánh Chúa được triển nở trong đời sống chúng con, hầu góp phần xây dựng nước Chúa ngay nơi trần thế này. Xin Chúa lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã mời gọi và thánh hiến cha Martino Trần Quang Vinh làm linh mục phục vụ giáo hội. Xin Chúa thương gìn giữ và ban quân ân huệ cần thiết để cha đủ sức chu toàn bổn phận của một mục tử lành nghề, luôn tiếng trung và hết lòng với đoàn chiên Chúa trao. Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Gioan tẩy giả đi trước để dọn đường cho con Chúa lửa đến. Xin cho chúng con biết noi gương vì tiền hô mà sống xứng đáng với ơn gọi cái thấu của mình, hầu trở nên nhân chứng đích thực của Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương và phục vụ mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa để ta cùng tâm đồng danh Chúa và ai biết cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con đặt lễ vật này lên trên bàn thờ Chúa để long trọng mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Vì tiền hô đã ban đó bánh cứu độ trần gian khi người sắp đến và giới thiệu khi người xuất hiện. Người hằng sống và hiện trị muôn đời. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng ngự, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào một xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, chúng con ca ngợi những kỳ công Cha đã thực hiện nơi Thánh Gioan tiền hô, Cha đã thánh hiến người và cho người được vinh dự đặc biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra người đã nhảy mừng khi đấng cứu độ trần gian được đến. Lúc chào đời người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là biện nhân xứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Đức Kitô là Thiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa trong dòng sông Giô-đan người đã làm phép rửa cho đấng thiết lập bí tích thánh tẩy, để thánh hóa mọi người sau cùng người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Đức Kitô. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha nhân cao cả và không ngừng tôn lòng. Đức Giáo Hoàng Phanxicô,
Đức Thần Giám Mục Giuse, Đức Cha Phụ Tá Giuse của chúng con và toàn thể hàng giáo xin. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là tất cả các linh hồn của chúng con có ý cầu nguyện hôm nay mà Chúa gọi nó khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quý thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng khôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trang năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong đời mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa tư thế và đưa theo các người dạy, chúng ta cảm ơn sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Nhọc nhằn
tháng với ngày dạt dào hương hoa như Oh,
Người hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Con xin kính mời hai cha và cộng đoàn an toàn. Sau đây, chỉ đại diện trưởng các đoàn Maria Nguyễn Thị Lan Thảo có đôi lời gửi đến cha và cộng đoàn. Trọng kính cha Thánh Xứ, cha phó, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, quý đoàn thể và cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Đông Quang, trong tâm tình mừng kính sinh nhật Thánh Gioan Baptista mà ca đoàn chúng con được vinh dự chọn ngài làm đấng dẫn đường và hướng dẫn chúng con trong công việc phục vụ Chúa và cộng đoàn. Hôm nay chúng con vinh dự được che hiệp dân thánh lễ cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn Cha Chánh Xứ đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng con có thể phục sự Thiên Chúa và phục vụ cộng đồng. Chúng con cũng xin cảm ơn quý ân nhân đã hỗ trợ chúng con trong những lúc khó khăn nhất. Cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe chúng con hát. Khi hay thì càng thêm xuất sắc, khi dở thì cũng thật phiền lòng. Những lúc như vậy, chúng con cũng xin cộng đoàn tha thứ. Xin cảm ơn quý phụ huynh và những người bạn đời của các ca viên. Quý vị đã phải hy sinh và gánh vác công việc gia đình khi chúng con đi tập hát và phục vụ thánh lễ. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa nhờ lời cầu bầu cử của mẹ Maria và thánh nữ Teresa mà Chúa đã gìn giữ chúng con luôn được hồ an sát mạnh. Tạ ơn Chúa đã nuôi dưỡng lòng
nhiệt thành để chúng con biết hy sinh phục vụ. Tạ ơn Ngài đã gắn bó chúng con trong hiệp nhất, yêu thương và đoàn kết. Chúng con xin quyết tâm làm đặng danh Chúa qua lời ca tiếng hát của mình. Hôm nay, tại kỷ niệm 19 năm học ân của cha Martino, cộng đoàn giáo xứ chúng con cùng một ý, chung một lòng với cha chánh xứ dâng thánh lễ tạ ơn Chúa. Vì học ân ông chức linh mục Chúa đã thương ban cho cha, nhất là vì người vẫn luôn hiện diện và đồng hành với cha trong suốt 19 năm trong thiên chức linh mục. Thiên chức linh mục là hồng ân Chúa ban cách nhưng không, để cha tiếp tục thực hiện công trình yêu thương của người. Chúng con nguyện xin Chúa, nguyện xin chúc cha được hồng an sắc mạnh. Xin Chúa không ngừng tuôn đổ thánh ân trên cha, chúc lành cho sứ vụ mục tử của cha chỗ sinh dồi dào hoa trái. Xin Chúa Giêsu mục tử gìn giữ cha luôn là mục tử như lòng Chúa mong ước. Chúa con xin hết lòng tri ân cảm tạ cha chánh xứ, cha phó, quý sơ, hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đông Quan. Chúng con xin Thiên Chúa gìn giữ hai cha, quý sơ, hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa được mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa. Chúng con xin hai cha nhận cho chúng con đó hai tươi ngay cho lòng biết ơn của chúng con. Thánh lễ vừa diễn ra trong một bầu khí thật là trang nghiêm. Và quý bạn chị em có cảm nhận thấy rằng là trong bầu khí của phục vụ làm cho tất cả chúng ta lắng động, làm cho chúng ta ấm áp và tạo nên một cái bầu khí thật là thân thương. Điều đó chúng ta xin tạ ơn Chúa, và điều đó làm thành cái sự hiệp nhất của chúng ta. Mà hôm nay mấu chốt là ơn Thánh Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng ta mừng sinh nhật hôm nay. Và cái điều đó chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta rất biết ơn ca đoàn hôm nay đã phục vụ thánh lễ một cách thật là trang nghiêm xuất sắc. Xin quý bạn chị em chúng ta thể hiện bằng một niềm vui để chúng ta khích lệ ca đoàn trong ngày hôm nay. Rồi đồng thời qua chị trưởng ca đoàn cũng có lời chúc mừng nhân 19 năm. Thưa quý mạng chị em, nhận thấy 19 mà cũng thật nhìn lại rất là ngắn. Ngắn là bởi vì quay đi quay lại đó, không ngỡ là 19 năm. Mà trong 19 năm đó, thế dài là bởi vì hồng ân Chúa tuôn đổ rất là nhiều. Nhưng mà đối lại có những cái rất là ngắn, ngắn trong ơn Chúa khi không thiếu quảng đại lại hy sinh của sứ vụ linh mục. Cho nên hôm nay đánh dấu cái thời gian này, thì trong thời gian đến với quý bạn chị em và trở thành là thành viên của quý bạn chị em, những gì làm được là do ơn Chúa, còn những gì thiếu sót là do bản thân, thì xin quý bạn chị em cũng cầu nguyện để cho cái hành trình sứ linh mục của hai anh em linh mục tại giáo xứ của chúng ta được làm tròn cái nhiệm vụ của mình như người mục tử, như lòng Chúa muốn mong ước. Nhân đây hôm nay cũng rất là cảm ơn cha phó đã cùng đồng tế trong thánh lễ, và cảm ơn tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây qua cái tâm tình này cùng chung lời tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho tất cả. Một lần nữa con không biết nói gì hơn, thay bằng vào đó là nguyện xin Chúa qua lời cầu nguyện truyền cầu của Thánh Gioan Tẩy Giả ban muôn ơn phước cho tất cả cộng đoàn chúng ta. Xin hết lời cảm ơn. Chúng ta cùng đứng lên đón nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ sinh cho anh chị em đi bình an.